Hi, xin chào mọi người. Thì những ngày vừa qua cái market nó biến đổi rất là khủng khiếp, đặc biệt là những cái cryptocurrency, ví dụ như là Bitcoin này, Ethereum này và một cái coin khác, đó là cái Dogecoin. Thì cái Dogecoin này nó được tạo ra là bằng hai người bạn ở trong một cái small apartment thôi. Nó tạo ra để mà như một cái trò đùa của hai cái người này thôi. Và những ngày vừa qua thì cái coin này nó lên rất là nhiều, tại vì nó được nhiều sự ủng hộ của những người billionaire, trong đó ông Elon Musk của Tesla. Thì cái Dogecoin này trong vòng 3 ngày nó đi từ 0.6 6 cent ha, 6 cent mà nó lên một phát, bây giờ giá của nó là khoảng 34 cent. Và mình đã từng nói về cái Dogecoin này vào cái video trước, khoảng 2 tháng trước. Thì cái Dogecoin này lúc trước là khoảng 2 cent, nó lên một cái khoảng 7, 8 cent và 9 cent vào cách đây khoảng 2 tháng trước, rồi nó xuống khoảng 5, 6 cent. Và nó cứ giữ như vậy trong vòng 2 tháng liên tiếp, và 3 ngày vừa rồi nó nhảy từ 7 cent, nó lên đến 34 cent vào sáng hôm nay. Vào sáng hôm nay thì nó lên được khoảng gần nửa đồng, nó lên 40 mấy cent luôn. Và hiện tại bây giờ thì nó vẫn đang rất là biến đổi rất là nhiều, nó cái biên độ dao động của nó vẫn lên xuống rất là nhiều. Thì cái lý do mà mình muốn nói đến cái Dogecoin này là sao? Có rất là nhiều người bạn hỏi mình là có nên mua cái Dogecoin này hay là không. Thì như mình đã nói vào những cái video trước, thì cái Dogecoin này nó không có giống như là Bitcoin hay là Ethereum. Thì cái Dogecoin này nó tạo ra bằng một cái trò đùa thôi, để mà giỡn cho vui thôi. Và nó nhận được sự ủng hộ của những người khác, ví dụ như là những người billionaire như mình đã nói, là trong đó có Elon Musk, một người ủng hộ Dogecoin rất là nhiều. Ông có rất là nhiều cái tweet ở trên Twitter đẩy cái giá của Dogecoin này lên rất là nhiều. Và 3 ngày vừa rồi, một cái group mà mình cũng đã nói đến rồi trong những cái video trước, cái group là Wall Street Bet. Cái group này lúc trước nó đẩy cái giá của GME, GameStop nha, và AMC lên từ giá là khoảng 30 mấy đồng, nó đẩy cái giá của GameStop lên đến gần 400 đồng. Và bây giờ thì cái giá của GameStop nó đã rớt xuống lại rồi, tại vì nó muốn đánh với những người hedge fund. Nhưng mà với Dogecoin thì cái này là một cái coin, cho nên là người ta không có short cái này được. Và nó tạo ra một cái trend, những người ở trên Wall Street Bet này tạo ra một cái trend là người ta muốn đẩy cái giá của Dogecoin này lên một đồng một coin nha. Bây giờ là nó là khoảng 35 cent. Vào lúc này mình record là khoảng gần 1 giờ thì 35 cent. Và nó muốn cái mục tiêu của nó là của cái group ở trên Wall Street Bet là nó muốn đẩy cái Dogecoin này lên một đồng. Thì lúc trước khi mà giá của nó là khoảng quarter cent, thì cái Dogecoin này người ta đã nói đến rất là nhiều rồi, người ta muốn đẩy cái giá của Dogecoin này lên một đồng. Thì bây giờ cái cơ hội của cái Dogecoin này lên một đồng rất là dễ dàng. Tại vì sao? Thì lúc sáng nay khi mà mình nhìn vào thì cái giá của Dogecoin này nó đã lên được gần 50 cent rồi. Thì từ 50 cent mà lên đến một đồng nó chỉ cần gấp đôi thôi. Và các bạn cũng thấy là trong vòng một tuần ha, cái chart này một tuần thì nó đã gấp 5 lần cái giá mà cách đây các bạn mua một tuần trước rồi. Cho nên mình nói là khả năng mà cái Dogecoin này nó lên một đồng cũng rất là dễ. Nhưng mà mình muốn nói cho mọi người hiểu cái này này. Tại vì Dogecoin thực sự với Bitcoin nó có cái giới hạn, có nghĩa là nó limited, nó chỉ có 21 triệu thôi. Người ta không có thể làm ra thêm Bitcoin sau khi mà người ta đào được 21 triệu, có nghĩa 21 triệu that's it, không có thêm nữa. Còn với Dogecoin là nó unlimited, có nghĩa là nếu mà mọi người muốn đào cái Dogecoin này, muốn mine cái Dogecoin này bằng computer, thì người ta mua computer về có cấu hình mạnh hơn, người ta có thể mine được những cái Dogecoin này. Nhưng mà với Bitcoin thì sau khi mà tìm ra 21 triệu thì không có tìm được nữa. Nhưng mà với Dogecoin thì nó unlimited, có nghĩa là mọi người có thể tìm ra được Dogecoin everyday nếu mọi người dùng computer và mine. Và cũng có rất là nhiều người bạn hỏi mình ở trên YouTube có nên mua Dogecoin hay là không, và hỏi mình luôn mình có mua Dogecoin hay là không. Thì mình nói như thế này, mình không có một cái Dogecoin nào hết, tại vì thực sự là mình không có tin tưởng vào Dogecoin. Mình có mua Ethereum và Bitcoin, đó là hai cái crypto duy nhất mà mình có, Ethereum và Bitcoin thôi, mình không có Dogecoin nha mọi người. Và cái suy nghĩ của mình về Dogecoin này là sao? Cái Dogecoin này, nếu bạn nào đã mua và kiếm được rất là nhiều tiền từ cái Dogecoin này, mình rất là vui cho những người này, mình rất là vui cho những người này. Nhưng mà với khi mà các bạn bỏ một số tiền vào để mà đầu tư vào Dogecoin thì các bạn cần phải nghĩ như thế này nha. Cái số tiền mà các bạn bỏ vào đây là cái số tiền các bạn có thể chấp nhận để mà thua hết cái số tiền đó.
vấn đề thua hết thì rất là khó, nhưng mà các bạn sẽ mất đi một số lượng tiền lớn. Đó, cái điều này là một cái điều có thể xảy ra, có nghĩa là các bạn có thể afford để mà mất đi cái số tiền này, có thể chấp nhận để mà thua cái tiền này. Thì nó tương tự như là các bạn cầm tiền, các bạn đi casino thôi, các bạn đánh blackjack hay là baccarat thôi. Thì cái ông Mark Cuban cũng nói như thế này. Ông nói là sao? Nếu mà các bạn muốn dùng tiền để mà đi casino ha, hoặc là các bạn muốn dùng tiền để mà đi vào gas station mua những cái vé cào đó, thì cái nên dùng cái số tiền đó để mà mua Dogecoin thì còn hay hơn. Thì rõ ràng ông này đã nói là cái Dogecoin này nó cũng như là gamble thôi. Còn nếu mà về nói đầu tư và investment thì thực sự mình không có muốn là khuyên mọi người mua cái Dogecoin này. Còn nếu các bạn muốn chơi kiểu casino như mình đã nói ở trong cái video trước cách đây 2 tháng rồi, nếu các bạn muốn chơi kiểu casino, muốn chơi kiểu cờ bạc, các bạn bỏ vào 5.000, 1.000 hoặc cái gì đó, cái số tiền mà các bạn có thể chấp nhận để mà thua thì các bạn có thể đầu tư vào Dogecoin. Còn nếu các bạn nghĩ về việc đầu tư long term và bỏ một số tiền thật là lớn vào trong Dogecoin thì mình nghĩ là cái đó không phải là good idea. Bitcoin và Ethereum là hai cái coin rất là tốt để mà đầu tư so với là Dogecoin. Dogecoin chỉ là một, mình nghĩ chỉ là một cái để mà mình chơi như là cờ bạc thôi. Bỏ vào và nó lên thì mình hốt, và nếu nó xuống thì mình mất. Không, mất hết thì cũng rất là khó để mà mất hết, nhưng mà mình sẽ mất một cái số lượng lớn, cái số vốn mà mọi người bỏ ra. Và mình rất là vui, rất là happy cho những bạn nào đã kiếm được tiền từ Dogecoin này. Tại vì mình biết trong cái thời gian vừa rồi mọi người chơi stock, đặc biệt là những cái growth stock và những cái stock về technology, thì 2 tháng vừa rồi các bạn cũng slam, cũng thua rất là nhiều. Thì hy vọng là cái Dogecoin này, nếu mọi người nào có mua thì nó đã lấy lại một ít cho mọi người. Và mình cũng rất là happy cho mọi người nếu mà mọi người kiếm được tiền từ nó. Còn về bản thân mình, về cách đầu tư của mình thì mình không có mua Dogecoin, mà mình chỉ có giữ Bitcoin và Ethereum thôi. Và mình vẫn đang giữ hai cái này, chỉ có Bitcoin và Ethereum mình rất là tin tưởng vào hai cái này. Và đặc biệt thêm một cái nữa, đó là Coinbase vào thứ tư vừa rồi nó ra IPO, cái value của nó là khoảng 65 tỷ, rất là lớn. Thì cái Coinbase này là một cái stock nó vừa mới listed thôi, nó vừa lên sàn khoảng 2 ngày thôi, vào thứ tư vừa rồi thôi. Cái này là nó cung cấp cái platform cho những người mua bán cryptocurrency. Thì trong cái Coinbase này mình cũng dùng cái Coinbase, mình nghĩ mình cũng đã giới thiệu với mọi người Coinbase rồi. Thì nó trả cái phí khi mà mọi người mua và bán những cái như là Bitcoin hay là Ethereum. Coinbase nó không có support Dogecoin nào, nhưng mà những cái cryptocurrency khác thì nó có. Và cái giá của nó cũng biến động rất là nhiều, nó lên sàn với giá là 380 mấy, nhưng mà bây giờ giá của nó ngày hôm nay là chỉ còn 335 thôi, có nghĩa là nó xuống rất là nhiều. Và mình nghĩ cái Coinbase này nó sẽ biến đổi, cái giá của nó sẽ lên xuống theo Coins và Ethereum, tại vì hai cái coin này nó có cái market lớn nhất ở trong những cái cryptocurrency. Và cái ông CEO của Coinbase này, ông cũng nói một điều là như thế này: ông không có sợ những cái đối thủ cạnh tranh khác, ví dụ như là PayPal hay là Square. Cái điều ông sợ duy nhất đó là về cái government, về cái mực pháp lý mà có thể nó sẽ đưa ra trong, có thể là trong thời gian tới, hoặc có thể là nó sẽ không bao giờ đưa ra. Thì cái điều duy nhất mà ông sợ là ông sợ cái về mặt pháp lý, liệu cái nhà nước người ta có chấp nhận là cái cryptocurrency này hay là không. Đó là cái điều duy nhất mà ông sợ. Còn những cái người competition, những người cạnh tranh khác, ông không có sợ. Thì mình muốn hỏi mọi người là có nên invest vào Coinbase hay là không? Tại vì mình biết có rất là nhiều người xem channel của mình rất là giỏi về cái lĩnh vực này, về cryptocurrency. Mình thì cũng là gà mờ thôi, mình không có biết nhiều về crypto, nhưng mà mình cũng invest một chút xíu. Thì mình muốn hỏi ý kiến mọi người là cái Coinbase này, mọi người nghĩ sao, nó có an toàn hay là không, và có nên đáng để mà đầu tư vào Coinbase hay là không. Còn mọi người nghĩ sao về cái Dogecoin này, có nên mua hay là không? Về mặt long term nha, mình nói là về mặt long term, có nghĩa là mua và giữ trong vòng vài năm, thì mọi người nghĩ là có nên mua nó hay hay không. Còn mình thì chắc chắn là mình sẽ tiếp tục mua Bitcoin và Ethereum, nếu mà nó rớt xuống nhiều thì mình sẽ mua. Mọi người cũng thấy là mình có một cái Bitcoin ở đây này, đây mình có một cái Bitcoin ở đây cho mọi người thấy này. Đây là một người anh của mình đã mua tặng mình một cái Bitcoin này. Và mình cũng giữ một ít ở trong cái Coinbase của mình luôn, một ít Bitcoin và một ít Ethereum.